Hai nhà hát đó đã được đặc biệt trình bày với hai nhà hát của Minh Hòa và Bắc Lương. Xin chào đón Băng Kiều và Trần Thu Hà. Xong Paris by Night 95, trong đó chú Ngạn hát chung với cô Khánh Ly.
Nhân dịp Thúy Nga sắp thực hiện chủ đề nhạc yêu cầu, cháu có một yêu cầu là chú Ngàn đừng hát nữa. Thấy chữ quen quen từ lần đầu chúng tôi lại mời quý vị thưởng thức liên khúc nhạc lính. Trước hết là nhạc phẩm Người lính già xa quê hương. Viết xuân tinh. Ông nội xuất sống đi cho xong đi. Từ từ. Ủa, dạ. Lấy gì lấy xuống hả? Cho chú qua. Cảm ơn con. Được cho những người chú của chúng tôi là các bạn đã hy sinh sương máu và tuổi thanh xuân của ta. Thank you.